Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của kênh Luân Thành. Đây là một video thông báo là trong cái khóa học kỹ xảo của mình á, thì mình vừa hoàn thành xong cái phần update số 12, đó là hiệu ứng năng lượng phép trong phim. Thì đây là cái phần review của cái update này. Chúng ta có hai bài tập, bài tập thứ nhất ở đây là bài tập số 2. Thì sau khi mà các bạn tải cái update về thì bên trong cái update nó sẽ có những cái nội dung như thế này. Đầu tiên là file review, có nghĩa là cái bài tập mà các bạn sẽ thực hành đó. Các bạn sẽ được thực hành hai cái bài tập này, một là năng lượng này và hai là cái này. Kế tiếp đó là video bài giảng. Thì video bài giảng này nó gồm có hai bài tập, bài tập 1 và bài tập số 2. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách thức để thực hiện hai cái shot trong cái phim này. Đây là những dự án thực tế của mình làm, và đi kèm với video bài giảng đó là cái file thực hành. Thì file thực hành thì bao gồm là file dự án mình đã làm. Thì mình khuyên các bạn là các bạn chỉ cần lấy cái footage này thực hành thôi. Đấy, footage này này, rồi các bạn đưa vào trong dự án các bạn làm trước, xong rồi nếu bí quá thì các bạn mới mở cái file dự án này lên. Nếu không mở lên thì các bạn sẽ bị phân tâm, bởi vì đó là những cái file mình đã làm rồi. Thì đấy là cách học mà mình nghĩ là nó sẽ thực hành tốt nhất. Đây là bài tập số 2, thì footage đi kèm mình cũng có đầy đủ cho các bạn đó. Tất cả những cái video mà cần thiết để mà gia công mình đưa đi, đặc biệt đó là phần lead in. Đi kèm là có những lead in nào cần làm thì các bạn click vào đây, các bạn cài thì nó sẽ đầy đủ y chang như cái máy của mình luôn. Đó là cái phần update mới nhất. Tại vì sau thời gian mình xong dự án cá nhân thì mình quay trở lại, mình sẽ làm cái phần hướng dẫn cho các bạn học viên của mình. Các bạn tải bài tập về và kiểm tra mail của mình nha. Update nữa để mà chia sẻ những kinh nghiệm của mình khi mà gia công những cái dự án thực tế này, giúp cho các bạn có một phần nào đó, có một kiến thức để áp dụng vào cái công việc của các bạn. Thì cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.